Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng nửa tỷ đồng. Trên trang cá nhân của mình, đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi nhận được món quà đặc biệt. Tối ngày 8 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại 1 của Olympic Paris năm 2024. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức giành vé đi tiếp với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Nepal nhờ cú đúp của Phạm Hải Yến. Ở trận đấu trước, Việt Nam giành chiến thắng 5-1. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Huỳnh Như đã đăng tải món quà đặc biệt mà đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sau khi thắng trận. Đó là những món đồ ăn quen thuộc của người dân Việt Nam như lạc, cơm cháy hay bim bim. Có thể thấy, đội trưởng đội bóng áo đỏ cũng như toàn đội rất thích những món quà có giá trị tinh thần cao như thế này. Bên cạnh những món quà có giá trị tinh thần này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được món quà lớn về mặt vật chất. Cụ thể, sau khi giành được chiến thắng, lãnh đạo VFF đã điện chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung và quyết định thưởng nóng cho đội 500 triệu đồng. Đây là một món quà hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà các cô gái vàng cũng như ban huấn luyện đã làm được sau hai trận đấu. Tại vòng loại thứ nhất của Olympic Paris năm 2024, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có được sự phục vụ của Huỳnh Như. Tiền đạo Trà Vinh được câu lạc bộ Lanh FC cho phép bay sang Nepal dự giải cùng đội tuyển quốc gia ở phút chót. Trước đó, VFF cho biết Huỳnh Như chỉ có thể dự SEA Games. Tại đây, Huỳnh Như đã để lại cho mình cú đúp bàn thắng ở chiến thắng 5-1 trước Nepal trong lượt trận đấu đầu tiên. Hôm nay, ngày 9 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 32. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng A cùng với đại kình địch Philippines, Myanmar và Malaysia. Dù chặng đường phía trước không hề dễ dàng, đội tuyển nữ Việt Nam được đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở kỳ đại hội trước. Các trận đấu ở môn bóng đá nữ sẽ chính thức khởi tranh kể từ ngày 3 tháng 5. Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất khó khăn mới thắng được Nepal. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết rằng đội tuyển nữ Việt Nam phải rất khó khăn mới có thể đánh bại đội bóng hàng đầu khu vực Nam Á là Nepal. Trong đội hình Nepal, tôi vẫn đánh giá cao cầu thủ tiền đạo số 9 có tốc độ rất nhanh, tích cực và chịu khó di chuyển. Ngoài ra, hai thủ môn của đội bóng này đều thi đấu tốt. Hôm nay, cầu thủ của chúng tôi phần nào đáp ứng được chuyên môn, các vị trí thi đấu ổn nhưng cũng rất khó khăn để giành chiến thắng. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển nữ Nepal ở trận đấu thứ 2 tại bảng C, vòng loại thứ nhất Olympic Paris năm 2024. Trong ngày ra quân, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 5-1. Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris năm 2024 bằng chiến thắng với tổng tỷ số là 7-1 trước Nepal. Đánh giá về đối thủ, ông Chung nói, Nepal đang xếp thứ nhì ở Nam Á, do đó toàn đội hết sức thận trọng. Rất vui khi chúng tôi giành thắng lợi ở hai trận đấu và tiếp tục vào vòng loại thứ 2. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã học hỏi thêm được một số kinh nghiệm từ đội Nepal. Các bạn có thể lực tốt, sự nỗ lực và cố gắng. Dù sao, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đội Nepal đã có sự tiến bộ trong những trận đấu vừa qua. Tiền đạo Phạm Hải Yến chung quan điểm với huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cô cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Nepal. Đội nhà thi đấu đoàn kết, giữ vững được tinh thần dù để thủng lưới sớm ngay đầu hiệp 1. Tiền đạo Phạm Hải Yến là người đã để lại nhiều dấu ấn ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris năm 2024. Ở trận đấu đầu tiên, cầu thủ sinh năm 1994 ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Còn ở trận đấu này là lập cú đúp. Với 3 bàn thắng, Hải Yến là cầu thủ lập công nhiều nhất sau 2 trận đấu gặp Nepal. Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0, nhưng thực sự hôm nay là một trận thắng rất vất vả. Đội tuyển nữ Nepal thi đấu nỗ lực, có sự hỗ trợ và tính đồng đội rất cao. Chúng tôi đã cố gắng và có một chút may mắn hơn đối thủ. Hy vọng thời gian tới sẽ được thi đấu với đội Nepal nhiều hơn trong các giải đấu, Hải Yến chia sẻ. Ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ nhất Olympic Paris năm 2024, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước tập luyện và hướng tới SEA Games 32. Hiện có 10 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhóm cầu thủ này không dự vòng loại Olympic Paris năm 2024 nhưng vẫn có cơ hội thi đấu tại SEA Games 32. Kết thúc SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có ít ngày nghỉ ngơi. Toàn đội có chuyến tập huấn tại nước ngoài trước khi bắt đầu hành trình tại World Cup 2023. Vòng loại Olympic, Việt Nam, Thái Lan toàn thắng, Indonesia sớm hết hy vọng sau trận thua đậm. Tại bảng C vòng loại thứ nhất, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn duy nhất đối thủ Nepal do hai đội Afghanistan và Palestine bỏ cuộc. Chính vì thế thể thức thi đấu được đổi thành hai đội đá hai lượt trận để tranh tấm vé đi tiếp. Nepal có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp của tập thể sắp dự World Cup. Trong cả hai lượt trận, đoàn quân áo đỏ đều làm chủ được tình hình và liên tục sút tung lưới đối phương. Với chiến thắng 7-1 chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có mặt tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Giành vé cùng ngày với đội tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan, bảng đấu dành cho voi chiến cũng tương đối dễ dàng. Đội tuyển nữ Thái Lan toàn thắng sau hai lượt trận, ghi tới 12 bàn và không phải nhận bàn thua nào. Một đại diện khác của Đông Nam Á cũng đang ở rất gần tấm vé đi tiếp là Philippines. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Philippines tạm dẫn đầu bảng E với 6 điểm và hiệu số bàn thắng ấn tượng là dương 12.
Ở lượt đấu cuối, Philippines chỉ cần hòa Hồng Kông Trung Quốc là chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng. Tuy vậy, giới chuyên môn nhận định với thực lực hiện tại, tuyển nữ Philippines hoàn toàn đủ sức giành trọn vẹn 3 điểm và thậm chí là thắng cách biệt lớn. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Indonesia xếp trên Liban tới 43 bậc. Nhưng ở ngày ra quân vòng loại, đội bóng xứ sở bạn đảo đã để thua với tỷ số 0-5. Trận thua này xem như đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của đội tuyển nữ Indonesia tại vòng loại Olympic đầu tiên. Sau khi bất ngờ lọt vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, bóng đá nữ Indonesia đang có dấu hiệu sa sút. Trường hợp bị loại của đội tuyển nữ Myanmar mang tới ít nhiều tiếc nuối. Trong cả hai lượt trận với Iran, Myanmar đều thi đấu không tệ, nhưng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến họ phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Cách đây 3 năm, Myanmar từng vào tới tận vòng loại thứ 3 và suýt giành được vé dự trận playoff tới Olympic. Thể thức thi đấu vòng loại thứ 2 của Olympic năm 2024, 12 đội tuyển được chia ra làm 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Mỗi bảng sẽ đấu vòng tròn một lượt, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng playoff cuối cùng. Theo phân nhóm tạm thời, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 và nhiều khả năng tránh được các đối thủ nặng ký là Hàn Quốc. Như vậy, cơ hội nằm trong một bảng đấu thuận lợi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cao hơn Thái Lan và Philippines nếu đội này giành vé đi tiếp. Kinh địch của đội tuyển Việt Nam thắng hủy diệt đối thủ. Đội tuyển nữ Philippines đã có được 2 trận toàn thắng để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris năm 2024. Tối ngày 9 tháng 4, những trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại 1 Olympic Paris năm 2024 đã kết thúc với nhiều tỷ số bất ngờ. Đội tuyển nữ Philippines cũng đã chính thức giành vé đi tiếp vào vòng 2 sau chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Tajikistan. Ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, đại diện Đông Nam Á đã ghi liên tục 6 bàn thắng vào lưới của đội chủ nhà. Sophia Harrison đã mở tỷ số ở phút 26 sau một quả tạt từ cánh phải, tỷ số là 2-0 sau khi đội trưởng Tahat Anis sút vào lưới chấm. Trước khi Kalei Freeless ghi thêm bàn thứ 3 ở những phút sau đó, Anis kiến tạo cho Quinley Quesada đánh đầu chống trải ở phút 35 và Mary Serrano ghi bàn thứ 5 cho Philippines bằng một pha dứt điểm hiểm hóc từ một đường bóng đẹp của Sara. Đội tuyển Philippines ghi thêm một bàn nữa trước giờ nghỉ do công của Maya. Sang đến hiệp 2, tuyển nữ Philippines có những sự thay đổi người khi Chandler vào sân và ngay lập tức ghi cú đúp ấn định chiến thắng 8-0 chung cuộc. Ở trận đấu trước, Philippines đã giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Pakistan. Họ cho thấy mình là một trong những đại diện từ vòng chung kết World Cup 2023. Tại SEA Games 32, Philippines và Việt Nam sẽ chạm trán nhau ở bảng A. Khu vực châu Á AFC chỉ có 2 suất tham dự Olympic Paris năm 2024. Vì thế muốn đoạt vé tham dự, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải vượt qua các đối thủ rất mạnh. Vòng loại khu vực châu Á môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 có tổng cộng 3 vòng đấu. Ở vòng 1 mà đội tuyển nữ Việt Nam đang tham dự có 26 đội, chia thành 5 bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn ra đội xếp thứ nhất của mỗi bảng vào vòng 2. 5 đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2022 là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc được đặt cách vào thẳng vòng 2. Bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam ban đầu có 4 đội gồm chủ nhà Nepal, Việt Nam cùng Afghanistan và Palestine. Tuy nhiên, hai đội là Afghanistan và Palestine đã xin rút lui, nên đội tuyển nữ Việt Nam và Nepal đá 2 lượt đi và về để chọn đội vào vòng 2. Ở vòng 2 sẽ có 12 đội gồm 7 đội vượt qua vòng 1 và 5 đội được đặt cách nói trên. 12 đội sẽ chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 3 đội xếp nhất mỗi bảng và một đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào vòng bảng. Nếu vào vòng 2, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải chạm trán một trong 5 đội hàng đầu châu lục và nỗ lực tìm kiếm tấm vé vào vòng 3 cũng là vòng loại cuối cùng. 4 đội vào vòng này sẽ chia thành 2 cặp đấu theo thể thức sân nhà, sân khách, chọn ra 2 đội tham dự Olympic Paris năm 2024. Các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.